trong những năm qua, đồng hành cùng với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước, Công đoàn Công thương Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của ngành và của đất nước, chủ động tập hợp trí tuệ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tham gia góp ý, xây dựng và các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn. Tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức, lãnh đạo Bộ Công thương ghi nhận, đánh giá cao các phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động. Các chương trình ngày càng được đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đổi mới, hiệu quả ngày càng cao. Đặc biệt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hiệu quả từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã mang lại giá trị làm lợi cao, giúp cho doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn và phát triển trong cơ chế thị trường. Riêng trong năm 2018, các đơn vị trong ngành công thương đã có hơn 25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 4.500 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Công thương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 28 đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương và cán bộ Công đoàn Công thương Việt Nam. Công đoàn Công thương Việt Nam tôn vinh 30 cán bộ công đoàn tiêu biểu, 30 lao động giỏi, 30 lao động sáng tạo.